Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em. Video này em sẽ chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình cái cách chúng ta tăng cái tốc độ khai thác B-Network. Cái thứ hai nữa là chúng ta thêm vòng tròn bảo mật để chúng ta tăng cái tốc độ đào vĩnh viễn anh chị nha. Rồi thì cái video này á thì em chỉ dành cho những anh chị mới hoặc là những anh chị nào đã khai thác B-Network với em lâu rồi mà chưa nắm rõ về cái cách tăng cái tốc độ đào, các cách chúng ta có cách nào cũng như là cái cách thêm vòng tròn bảo mật á, thì hoặc là chúng ta thay đổi này kia thì chúng ta có thể là xem nha anh chị ha. Rồi thì nói về cái dự án B-Network á, thì có người tin có người không, nhưng mà nó vẫn là nằm trong cái kèo free miễn phí mà em đã chia sẻ rất là lâu rồi. Và năm 2023 này sẽ là một trong những cái năm là mạnh mẽ trong cái sự phát triển của hệ sinh thái của B-Network ha. Anh chị nào dẫn một câu nói, anh chị nào mà chưa khai thác, chúng ta nên cho mình một cái cơ hội khai thác free miễn phí đi anh chị ha. Chúng ta khai thác cùng với những dự án khác đi, được ăn cả ngã không mất gì. Một cái câu nói cơ bản nhất, chúng ta chỉ tốn công sức thôi. Rồi thì những anh chị nào mà đã khai thác lâu rồi thì chúng ta kiên trì chúng ta khai thác ha. Ai ngưng thì sẽ thì cứ khi xem video của em á, anh chị quay lại khai thác đi anh chị, tốc độ đã giảm đi rất nhiều rồi. Rồi đây em sẽ vào cái app B này ha. Rồi anh chị vào thì trong mấy ngày hôm nay á, B đã cập nhật lên rất là nhiều, nhất là về bên cái quý Bronzer ha. Và hiện tại là cái quý Bronzer đã vào được, nên chúng ta vào đó, chúng ta vào Bitcoin, chúng ta nhận cho em là cái đồng PCM ha. Đây là một cái nick mới hoàn toàn, nick này là của cháu em ha. Thì ở đây anh chị sẽ thấy nè, cái tốc độ đào hiện tại á, ở trong cái tích xanh nè là của cháu em là 0.06, thì cái tốc độ cơ bản hiện tại chỉ còn 0.0124 trên giờ thôi, thời gian tới này sẽ giảm tiếp tục nữa. Rồi thì 1 giờ chỉ được 0.06 thôi, thì anh chị tính đi một ngày không có bao nhiêu. Đó là chúng ta chưa biết cách chúng ta tăng cái gì ạ, tăng cái các vấn đề mà chúng ta như là thêm vòng tròn bảo mật, thiết lập khóa, hay là chúng ta chia sẻ, hay là chúng ta chạy nốt ha. Rồi, đầu tiên em giới thiệu là chúng ta sẽ là thêm vào cái vòng tròn bảo mật. Thì sau khi anh chị khai thác khoảng 3 phiên á, em nhớ không lầm là như vậy, thì chúng ta vào, chúng ta sẽ thấy là họ kêu chúng ta tăng cái tốc độ đào bằng cái cách là chúng ta thêm cái vòng tròn bảo mật. Thì ở đây nè, bình thường nếu mà anh chị lấy cái code mời của em hoặc là của bất cứ ai thì chúng ta sẽ tự động á, sẽ có của cái người đó, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta nhấp vào cái biểu tượng cái khiên 20% nè. Thì ở đây cái vòng tròn bảo mật của em á là sao ạ? Chỉ mới có một người thôi, nên là còn rất là yếu. Cái vòng tròn bảo mật tối đa để được cộng á, là 5 người. Nhưng mà anh chị thêm bao nhiêu người cũng nhắn được, nhưng mà họ sẽ tính là 5 người đầu tiên. Anh chị nắm rõ nha, cái vòng tròn bảo mật này có một số anh chị sẽ bị dướng nè. Bị dướng ở chỗ cái thứ nhất á, là chúng ta cứ nghĩ á, là thêm bao nhiêu cũng được hết, là không phải. Họ chỉ tính cho chúng ta 5 người đầu tiên, thì khi cái vòng tròn bảo mật này lên 100% nó sẽ có một cái màu xanh. Là họ sẽ tính thưởng của chúng ta là tính cho 5 người đầu tiên. Có nhiều anh chị chúng ta nhập 5 người đầu tiên này chúng ta nhập sai. Sai ở đây là cái gì? Nhất là những cái người không uy tín. Sai ở đây là cái người chúng ta không quen biết. Nên em sẽ lưu ý cho chúng ta 5 người đầu tiên này trong vòng tròn bảo mật, chúng ta phải nhập cho em là những cái người mà chúng ta một á, là những người đào bi uy tín, tức là họ đã đào bi lâu dài ha. Cái thứ hai là những người chúng ta phải quen biết đó. Quen biết thì cần cũng không cần thiết lắm, nhưng mà cái người phải đào lâu dài, ví dụ như anh chị thêm cái vòng tròn số điện thoại của em thì em sẽ đào lâu dài của anh chị, thì khi đó sau này chúng ta sẽ được thưởng. Còn một số anh chị á, thêm người này xong cái thêm người kia, thì khi anh chị thay đổi mỗi người như vậy á, thì cái phần thưởng của chúng ta nó sẽ thay đổi ha, nó giảm anh chị ha. Hoặc là chúng ta thêm vào những người mà không có, chúng ta không biết, hoặc là họ không có uy tín á, thì sau này họ ngưng đào thì chúng ta cũng sẽ không được nhận đâu đó. Thì theo em biết là như vậy ha. Bây giờ anh chị muốn thêm được á, thì chúng ta nhấp vào cái biểu tượng khiên phía trên bên phải ha. Ở đây thì nó sẽ xuất hiện mặc định là cái người mà giới thiệu của chúng ta đó, sẽ đăng đào của chúng ta ha. Ở đây anh chị có thể nhấp bộ xó nè đó. Rồi có hai cách để chúng ta thêm. Một là chúng ta thêm từ nhóm của bạn. Nhóm của bạn là sao? Thí dụ như anh chị mời được ai á, thì chúng ta sẽ thêm vào anh chị ha. Nó sẽ tự động hiển thị như cái nhóm này có một người là Hùng Tĩnh Nguyễn, tức là của em đó,
thì sẽ hiển thị ở đây. Cái thứ hai nữa là chúng ta thêm bằng danh bạ, thì danh bạ chúng ta nhấp vào đây nè. Thì khi anh chị nhấp vào đây, chúng ta chờ block khoảng 30 đến 1 phút tùy theo điện thoại ha. Nó sẽ liệt tự động, cái điện thoại sẽ liệt kê cho anh chị là những cái tài khoản nào đang đầu bi. Thì cái những cái tài khoản nào đang đầu bi thì nó sẽ hiển thị cái tích bi màu xanh bên phải. Còn những tài khoản nào không có đầu bi thì sẽ không có, anh chị nắm rõ ha. Đó. Thì bây giờ em sẽ chụp cái màn hình này lại nè. Những cái số điện thoại trên này nè, đây là những người mà tham gia Bi Network đầy đầu đó nha anh chị. Em sưu tầm được, em tìm kiếm trên các nhóm á, rồi em lưu lại như thế này, đó, để liên kết. Thì những một số điện, một số cái số điện thoại này em sẽ để dưới phần mô tả, ít nhất là khoảng 7 số. Anh chị chúng ta có thể tham khảo để chúng ta lấy ha. Đây là những người đã KYC nè, những người đào đại đầu á, các admin kênh YouTube lớn luôn á nha. Đó, em nói như vậy để cho anh chị thấy. Rồi, thì bây giờ cái cách làm sao để chúng ta thêm được. Như của em á, thì nó đã có trong danh bạ rồi, em chỉ cần nhấp vào em thêm thôi ha. Đó, em chỉ cần nhấp vào thêm thôi là được. Còn như của anh chị á, chúng ta không có lưu số của họ thì sao, thì bắt buộc anh chị phải sao à? Chúng ta phải lưu cái số điện thoại này. Em lấy ví dụ nè, cái số đầu tiên nè, chúng ta sao chép nguyên văn ha. Đúng của nó là phải như vậy anh chị, đúng thứ tự để sao chép một cái số thêm vào vòng tròn bảo mật là phải như thế này. Đó, anh chị sao chép hết cho em vậy ha. Rồi sau đó chúng ta vào cái điện thoại của chúng ta, chúng ta sẽ thêm cái số đó vào. Anh chị đừng có lưu tên gì hết, anh chị lưu cho em như thế này nè. Cộng 84 nguyên số như vậy. Sau đó anh chị nhấp vào lưu ha. Đó thì cái này là cái số em đã lưu rồi, nên là em không có làm được. Thì anh chị cứ nhập hết 5 đến 7 số trừ bị đi. 5 đến 7 số này. Tiếp tục cái số 1, làm số 1 xong chúng ta lưu cái số thứ 2. Không cần lưu tên nha. Sao chép nguyên văn vậy đó. Chúng ta vào đây nè. Anh dán cho em. Để em làm cho anh chị xem ha. Đó, là chúng ta phải lưu như em như vậy ha. Rồi, chúng ta lưu xong thì 5 đến 7 số, sau đó chúng ta vào đây nè, chúng ta chọn thêm từ nhóm của bạn hay là thêm từ danh bạ nè. Ở đây chúng ta sẽ thêm ha. Khi anh chị nhấp vào cái số này, họ bảo là bạn muốn thêm hay không. Đó, thì anh chị nhấp vào xác nhận, tức là chúng ta đã thêm. Kỹ như vậy đó anh chị ha. Rồi, chúng ta quay trở lại thì khi mà chúng ta thêm vào thì sẽ như thế này anh chị, đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta thêm và chúng ta muốn xóa thì chúng ta nhấp vào cái xóa này để chúng ta thêm cái người khác uy tín vào được nha. Nhưng mà cái phần thử của chúng ta nó sẽ thay đổi nha anh chị. Anh chị nắm rõ mà. Rồi bây giờ em sẽ thêm vào nè. Đây cũng là những người uy tín thôi chứ không phải không, nhưng mà riêng em á thì em sẽ thêm cái số điện thoại của gia đình em luôn. Tại vì 5 người thì em sẽ thêm trong một cái phạm vi gia đình. Còn đây là những người thì em cũng có thêm vào hết trên các nít khác rồi ha. Đó. Ok, đó là cái về cái cách chúng ta là thêm cái vòng tròn bảo mật. Rồi, có những cái cách sau để chúng ta tăng cái tốc độ đào nè. Một á, là anh chị thêm vòng tròn bảo mật em đã chia sẻ rồi. Cái thứ hai nữa là anh chị giới thiệu bạn bè thì ở đây sẽ nhấp vào cái mục mời phía dưới bên trái nè. Chúng ta chọn cái tiếng Việt ha, tại vì mình giới thiệu cho người Việt mà. Rồi chúng ta có thể là sao chép cái link này chúng ta chia sẻ cho bạn bè người thân của chúng ta. Kiểu như vậy đó. Thì anh chị có thể sao chép nó qua đâu cũng được. Anh chị sao chép rồi, chúng ta chia sẻ cho bạn bè người thân, thì khi họ nhấp vào thì họ nhập cái mã mời của anh chị á, thì chúng ta sẽ được tăng tốc độ đào và người kia cũng được tăng luôn. Thì ở đây giới thiệu ai, chúng ta có thể là thuyết phục bạn bè người thân của chúng ta có thể khai thác với chúng ta ha. Đó. Rồi đó là hai cách rồi đúng không ạ? Cái cách thứ ba là gì? Cái cách thứ ba là chúng ta thiết lập cái chế độ khóa. Anh chị vào cái gì ạ? Chúng ta vào cái ba gạch phía trên bên trái. Chúng ta vào cho em cái chỗ là manage nè, cái dòng thứ hai nè. Ở đây chúng ta sẽ thấy cái mục là thiết lập tỷ lệ khóa, chúng ta nhấp vào. Thì ở đây anh chị á, lúc đầu nó sẽ nằm như thế này nè. Kiểu như vậy. Thì bây giờ chúng ta thiết lập khóa thì ở trên á là cái tỷ lệ khóa, ví dụ như chúng ta khóa là 25% hay là 50% hay là 90% hay là 100%. Anh chị khóa 50%, ví dụ như chúng ta đang có 100 bi. Bi này là em đang nói là cái bi chúng ta đã đào được ha.
thì chúng ta khóa 50% thì chúng ta sẽ còn 50. Chúng ta khóa 100% thì chúng ta sẽ khóa hết 100 bi chúng ta đang đào. Khóa 90% thì chúng ta sẽ còn 10 bi, kiểu như vậy. Rồi ở dưới đây là cái thời gian khóa thì tùy theo cái mốc của chúng ta, nếu như anh chị khóa trong vòng 3 năm thì chúng ta sẽ được tăng cái tốc độ đào nhiều. Mà chúng ta khóa 1 2 tầng thì sẽ thấp. Như anh chị thấy cộng 3 nè. 1 năm cộng 33 mà tới 3 năm thì cộng 67. Rồi ở đây chúng em sẽ gọi là khóa full luôn, tại vì cái nít tiệc của cháu em nó còn nhỏ, cũng không cần thiết để sử dụng, cứ như vậy. Rồi ok, bây giờ chúng ta nhấp vào có một loại giam cam kết gia tăng, mỗi người chỉ được thực hiện một lần nha, không thay đổi được đâu. Đó, nếu mà anh chị có thay đổi á, thì chúng ta chờ khi nào chúng ta được KC và khi nào cái bi solo của chúng ta về quý xong rồi. Đó. Hoặc là bi của những người mà chúng ta giới thiệu được KC được cộng vào trả được cái lần đầu tiên á, thì chúng ta mới thay đổi được cái tỷ lệ khóa này, chúng ta khóa cho những lần tiếp theo nha anh chị. Còn bi mà được trả lần 2 á, trong bao lâu thì em chưa có nắm rõ, chưa có thông tin nha. Cái tiếp theo nữa là cái gì? Là cái phần mà chúng ta chạy nốt. Chúng ta chạy nốt anh chị, chúng ta vào main net tiếp nè. Xem trước bi thưởng chưa xác minh nè. À em nhầm, đâu rồi ta? Mấy hôm nay em không có vào, em quên nữa, không biết nó nằm ở đâu rồi. Không phải ở đây. Nó nằm bên cái danh mục Binance, tức là anh chị chạy nốt đó anh chị. Chúng ta chạy nốt á. Cái này là các mục để chúng ta là thiết lập để chúng ta hoàn thành KC này kia, thì chúng ta phải chạy nốt nữa. Thì nói chạy nốt thì em cũng không có chạy, tại vì ở quê cũng không có đủ đầy đủ này kia các kiểu á, nên là em cũng không chạy ha. Chủ yếu là em khai thác theo cái solo thôi. Rồi thì anh chị nào á mà chúng ta thấy cái dự án này ok thì chúng ta nên thiết lập một số cái vấn đề liên quan để chúng ta tăng cái tốc độ khai thác nha anh chị nha. Đó thì thời gian tới có thông tin mới thì em sẽ cập nhật cho anh chị ha. Rồi em xin phép dừng video nha mọi người. Số điện thoại em để dưới nha anh chị, chúng ta cập nhật cái đó mà chúng ta tăng cái tốc độ khai thác bi nhiều nhất có thể nha anh chị. Rồi em xin phép dừng video nha anh chị.